Hey guys, how's it going? My name is David. Welcome to my YouTube channel. Have you ever asked yourself how to learn English effectively and is the alphabet important to your English learning journey? In this very first video, we are going to answer those questions. Hey, xin chào các bạn, mình tên là Thế Anh. Mọi người thường hay gọi mình là David. Hiện tại mình đang là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội. Ngoài thời gian đi dạy trên lớp thì mình lập YouTube channel này với mong muốn là có thể giúp nhiều bạn tiếp cận cũng như nâng cao kỹ năng tiếng Anh một cách dễ dàng nhất. Với video đầu tiên này thì chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi: làm sao để học tiếng Anh hiệu quả? How to learn English effectively? Đã có rất nhiều bạn chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả, nhưng điều quan trọng là chúng ta thường áp dụng không đúng cách, cũng như là chúng ta không đủ kiên trì và động lực để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên là các bạn yên tâm là mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong cả quá trình này. Những kinh nghiệm mình sắp chia sẻ sau đây sẽ được chúng ta nhắc đi nhắc lại trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, cùng bắt đầu nào. Đầu tiên thì chúng ta cần phải ghi nhớ là tiếng Anh hoàn toàn khác so với tiếng Việt. Đối với ngôn ngữ của chúng ta thì khi bạn nói một từ là bạn có thể viết được từ đó ra, hoặc là khi bạn nhìn thấy một từ mới là bạn có thể phát âm được từ đó. Người ta gọi đó là a phonetic language. Tuy nhiên thì tiếng Anh lại không phải là một ngôn ngữ phonetic. Đối với tiếng Anh thì khi bạn muốn phát âm một từ thì bạn cần phải nghe nó trước, hoặc là khi bạn muốn viết một từ thì bạn cần phải nhìn thấy nó trước. Cả người bản xứ cũng phải học theo cách này. Tuy nhiên thì đây là ngôn ngữ của họ và họ sử dụng từ nhỏ nên là họ có thể sử dụng thành thạo. Và điều chúng ta cần rút ra ở đây là gì? Đó chính là chúng ta cần phải hạn chế tối đa việc tự đoán cách phát âm khi gặp một từ mới trong tiếng Anh. Mình có thể lấy ví dụ với từ comfortable. Khi mới gặp từ mới này thì theo phản xạ thì rất nhiều bạn phát âm là comfortable hoặc thậm chí là comfortable. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ cần bỏ một chút thời gian và sử dụng tính năng phát âm của từ điển ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ có được kết quả như sau: comfortable. Vậy nên các bạn hãy cố gắng tiếp xúc và tìm hiểu thật nhiều cũng như nghe thật nhiều để có thể tiến bộ một cách nhanh chóng và chính xác hơn nhé. Và kinh nghiệm thứ hai đó chính là hãy nghe một tài liệu tiếng Anh nhiều lần và đúng với level của mình. Vì tiếng Anh là một ngôn ngữ cần phải được học thuộc lòng và tiếp xúc nhiều thì mới có thể nhớ lâu được. Vậy nên nếu bạn nghe một đoạn hội thoại hay một video tiếng Anh chỉ một lần duy nhất thì sẽ cực kỳ khó cho các bạn để có thể nhớ được. Ngoài ra thì việc nghe lặp đi lặp lại như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho khả năng phát âm cũng như cách sử dụng ngôn ngữ của các bạn. Vì khi bạn nghe một từ mới hay một câu nói rất là nhiều lần thì sẽ cực kỳ khó để sau này các bạn có thể dùng sai cũng như là phát âm sai. Mình có học được một câu nói rất hay, đó chính là đừng luyện tập cho đến khi bạn có thể làm điều đó đúng, hãy luyện tập cho đến khi bạn không thể làm điều đó sai. Do not practice until you get it right, practice until you can't get it wrong. Các bạn nhớ cho mình nhá, nghe một tài liệu nhiều lần hơn là nghe nhiều tài liệu nhưng chỉ một lần. Và kinh nghiệm thứ ba đó chính là tạo thói quen nghe hàng ngày. Các bạn lưu ý là nghe hàng ngày chứ không phải một ngày nghe thật là nhiều. Có rất nhiều bạn hỏi mình là khi mới bắt đầu học tiếng Anh thì mình thường bỏ ra mấy tiếng để nghe trong một ngày. Thì mình thường trả lời là 5. Wow, 5 tiếng thế thì tôi chịu. Tuy nhiên ý mình đây là 5 phút. 5 phút thì có lẽ là hơi ít, nhưng chỉ với 10 hoặc 20 phút mỗi ngày thì mình cam đoan với các bạn là các bạn sẽ trở nên rất là tuyệt vời. Đây là một phương pháp gần như chắc chắn sẽ mang lại thành công cho các bạn. Tuy nhiên thì nó cần rất nhiều sự kiên trì và nỗ lực trong thời gian đầu. Nếu các bạn có thể vượt qua được thời gian đầu thì quá trình về sau sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất là nhiều. Một lưu ý nhỏ nhỏ là chúng ta hãy chọn tài liệu phù hợp và đúng với level của mình. Hãy chọn những tài liệu mà chúng ta có thể hiểu được cơ bản nhé. Và kinh nghiệm cuối cùng đó chính là hãy học từ cơ bản, học từ những điều dễ nhất. Nó không chỉ giúp chúng ta dễ dàng học tiếng Anh mà nó còn tạo ra một nền tảng vững chắc để các bạn nâng cao trong quá trình về sau. Có rất nhiều bạn than thở với mình là không thể nâng cao khả năng tiếng Anh thì nguyên nhân thường là do các bạn bỏ qua những kiến thức nền tảng và được cho là dễ. Và ngay trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đến một kiến thức rất cơ bản mà thường hay bị chúng ta bỏ qua trong quá trình học tiếng Anh. Đó chính là bảng chữ cái A, B, C, the alphabet. Ok, tất cả các cách học trên thì phần lớn đến từ kinh nghiệm của bản thân mình. Tuy nhiên thì mình hy vọng là các bạn có thể tham khảo để tìm ra cũng như định hình phương pháp học hiệu quả nhất cho mỗi người nhé. Now, move on to the next part. Hey các bạn, và giờ chúng ta sẽ đến với bảng chữ cái tiếng Anh A, B, C, D, the English alphabet. Đây chính là kiến thức nền tảng quan trọng đầu tiên mà các bạn cần phải biết nếu các bạn muốn học tiếng Anh. Tuy nhiên thì rất nhiều bạn lại bỏ qua cái phần bảng chữ cái tiếng Anh này. Lý do thì có lẽ là vì nó gần giống với lại bảng chữ cái tiếng Việt. Tuy nhiên cái phần giống ở đây chỉ là giống về mặt nhận diện chữ cái,
Còn về phần phát âm, phần quan trọng nhất là nền tảng để các bạn có thể phát âm chuẩn sau này, the good pronunciation, thì chúng ta lại bỏ qua. Các bạn cho là phần bảng chữ cái tiếng Anh này không quan trọng thì hãy cùng mình lấy một vài ví dụ nhé. Mình có chữ cái D. D, không phải là D, không phải là D, không phải là D nhé. D. Và khi các bạn phát âm được chữ cái D này một cách chuẩn xác thì sẽ cực kỳ dễ dàng cho các bạn để phát âm những từ như là sit down, sit down, hoặc là I don't know, I don't know. Chữ thứ hai chúng ta có thể lấy chữ cái J, J, và chúng ta sẽ có June, July, Job. Thêm một ví dụ cuối cùng, đó là rất nhiều bạn gặp khó khăn khi phát âm những từ kết thúc bằng chữ X, X, X. Đó chính là vì chúng ta không phát âm được X một cách chính xác. Và trong tiếng Anh nó phát âm là X. Nếu các bạn có thể làm được điều đấy thì chẳng có gì khó khăn khi chúng ta phát âm những từ như là box, X, box, hoặc là X, six, six. Mình cảm thấy rất may mắn vì mình đã luyện tập bảng chữ cái khi mới bắt đầu học tiếng Anh. Điều đó giúp ích rất nhiều cho mình để có thể phát âm một cách chính xác, tự nhiên và dễ dàng. Điều mình mong muốn là các bạn cũng có thể làm được điều tương tự. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tập luyện nhé. Mình sẽ phát âm bảng chữ cái tiếng Anh thật chậm và công việc của bạn chỉ là phát âm ngay sau mình nhé. Repeat after me. Are you ready? Let's begin. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Good job guys. Và mình muốn cho bạn thêm một vài ví dụ để các bạn có thể áp dụng luôn bảng chữ cái tiếng Anh này để cải thiện kỹ năng phát âm của mình nhé. Đó chính là chúng ta sẽ cải thiện về phần ending sound, phát âm từ cuối của một từ trong tiếng Anh. Ví dụ khi chúng ta có thể phát âm được F thì thường mình hay nghe thấy các bạn nói một số từ như là my wife, my life. No, that's wrong. Sau khi học bảng chữ cái chúng ta sẽ nói là F, my life, my wife. Hoặc là với chữ cái R, các bạn phát âm R, kéo dài chữ A này nhé. R. R. Và sẽ rất là đơn giản để chúng ta phát âm những từ cảm tưởng như rất là khó. Ví dụ như là car, far, or park,
Park. Alright, và trước khi kết thúc video thì mình có một bài tập nho nhỏ dành cho các bạn. Đó chính là các bạn sẽ trả lời câu hỏi sau đây của mình bằng việc sử dụng bảng chữ cái nhé. What's your name? How do you spell it? Mình sẽ làm trước nha. My name is David. D-A-V-I-D. Ok, tập luyện nghiêm túc, mình chắc chắn là các bạn sẽ thành công sớm thôi. Cảm ơn các bạn vì đã xem video của mình. Đây là video đầu tiên, mình hy vọng là các bạn thích nó. Nhớ là bấm thích và đăng ký kênh của mình để nhận được rất rất nhiều video sắp tới nhé. Thank you guys for watching. In the next video, I'm gonna show you how to count the numbers in English correctly. Please like and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. I'll see you next time. Bye guys.